Các bác ơi, hiện tại thì đồ Nhật Thanh Huyền đang nấu cái em nồi áp suất đa năng này. Các bác thấy không ạ? Van áp đang được xả bớt đi để giảm tránh cái áp lực quá cao ở trong nồi. Còn bên trái này không có xì nha các bác nhá. Cũng như là bên phải này các bác thấy không ạ? Một cái em nồi cơm đến từ một cái hãng của Nhật Bản, Nadeshiko, Hitachi. Đó, màu sắc thì cực kỳ là độc đáo, một cái màu hồng rất là khó gặp. Rất là khó gặp luôn nha các bác. Và trên thị trường Việt Nam mình thì rất ít bên bán cái sản phẩm này. Với cái dòng nồi đa năng áp suất có thể nấu cơm cũng như là ninh hầm rất là tốt. Đây, đồ Nhật Thanh Huyền đang nấu chè đỗ đen là chọn mức thời gian là 95 phút. Hiện tại là còn 63 phút nữa để cho thật nhiều luôn. Và cái màu màn hình này, màu màn hình khi đang nấu thì ở chế độ màu màn màu đỏ. Và có những cái lúc nó sẽ chuyển sang cái màu xanh. Màu xanh có 3 màu, màu đỏ, màu xanh lá cây và xanh coban. Đó, thao tác rất là đơn giản luôn, áp rất là kín. Và cái giá khởi điểm của em này là 2 triệu đồng các bác nhé. Giá chỉ với 2 triệu đồng mà chúng ta sở hữu ngay được một cái em nồi cơm, nồi áp suất đa năng Nadeshiko, dung tích là 1.08 lít, công suất là 890W, rất là xịn sò luôn. Vâng, cảm ơn các bác đã theo dõi.